được tái hoạt động vào tháng 12 năm 2022. Câu lạc bộ Desmond Owner Club, viết tắt là DOC Hà Nội, là một câu lạc bộ chính thức của Ducati trên toàn cầu. DOC Hà Nội được thành lập và duy trì bởi ban điều hành giàu kinh nghiệm, đam mê với dòng xe Ducati, cũng như mong muốn đóng góp những giá trị tích cực đối với xã hội và cộng đồng trong thời gian tới. Sân vận động Mỹ Đình và mình thấy một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe Ducati 795, và từ đấy mình rất là hâm mộ bởi vì nhìn trông thật sự là rất là ngầu. Hiện tại bây giờ thì mình đang đi chiếc xe là Hyper 950 Ducati Scrambler Panigale 199S. Hầu hết thời gian mình chơi Ducati đều là những thời gian mà mình cảm thấy rất tuyệt vời. Thì có một câu chuyện là hồi đấy là mình giấu người yêu mình. Mình nghĩ là người yêu mình không ủng hộ, nhưng mà có cái niềm vui nhân đôi hơn là người yêu mình cũng ủng hộ đến việc chạy xe luôn. Có một group Ducati chính thống của hãng công nhận, và sau đấy thì mình trở thành thành viên của DOC Hà Nội. Mình muốn tham gia câu lạc bộ để được học tập cũng như là có những cái trải nghiệm đi những cung đường một cách an toàn. Ở đây có rất nhiều anh em có chung sở thích là đam mê những chiếc xe Ducati. Các thành viên rất là gắn kết và cùng nhau chia sẻ đam mê. Câu lạc bộ DOC Hà Nội cũng có rất nhiều những cái chuyến thiện nguyện. Mình thấy những cái hoạt động như thế này ở những câu lạc bộ mô tô là những hoạt động cực kỳ là ý nghĩa và cần được nhân rộng. Không chỉ đơn thuần là một nơi để những người chơi xe Ducati chia sẻ đam mê, câu lạc bộ DOC Hà Nội còn có những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Tuy mỗi người mỗi công việc khác nhau, nhưng tất cả các thành viên đều có chung một mong muốn được giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Thông qua các hoạt động thiện nguyện, câu lạc bộ không chỉ đoàn kết hơn mà còn nêu cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng theo đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam. Quy mô của câu lạc bộ DOC Hà Nội hiện nay chúng tôi có khoảng trên 50 thành viên, và trong tương lai chúng tôi dự kiến là sẽ phát triển đến khoảng 100 thành viên trong thời gian tới. Về tôn chỉ của câu lạc bộ DOC Hà Nội được hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, các bạn tự quản, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình đối với câu lạc bộ. Về mục tiêu, chúng tôi là một cái sân chơi mà xác định rằng là không chỉ là cái nơi để cho các thành viên giao lưu, chia sẻ cũng như chạy xe. Ngoài ra chúng tôi cũng hướng tới các cái hoạt động xã hội theo kế hoạch hàng năm mà chúng tôi đã đưa ra. Các câu lạc bộ DOC trên toàn cầu, trong đó có DOC ở Việt Nam, chúng tôi có một cái điểm chung nhiều hơn là điểm khác biệt. Đấy là đã dành tất cả những cái niềm đam mê của mình vào cái chiếc Ducati. Nghĩ tới nó hàng ngày, cùng với nó để có những cái hoạt động trải nghiệm cùng với anh em thành viên trong câu lạc bộ, để cái sự đam mê đó nó được lan tỏa đến tất cả những người mà chơi xe Ducati ấy. Thì đấy là cái chung nhất của câu lạc bộ DOC tại Việt Nam, trong đó có DOC Hà Nội và đối với các câu lạc bộ DOC trên toàn cầu. Trước đây DOC Hà Nội có một số tour ở Tây Bắc, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức được nhiều cái chương trình thiện nguyện hơn nữa. Vào cuối năm nay thì DOC Hà Nội sẽ tổ chức thêm 1 đến 2 cuộc thiện nguyện nữa dành cho các vùng sâu vùng xa như Hà Giang, Lai Châu là đã có trong kế hoạch của chúng tôi cuối năm nay. Hà Nội tiếp tục và phong trào mình sẽ đi lên này. Anh em trong câu lạc bộ luôn luôn đoàn kết và gắn bó, và sẽ có thêm rất nhiều các thành viên khác cùng chung những sở thích giống như bọn mình. Hy vọng rằng tất cả những chuyến đi sẽ đều là những chuyến đi an toàn và luôn vui vẻ. Bằng tất cả đam mê, hoài bão và nhiệt huyết cháy bỏng của các thành viên trong câu lạc bộ DOC Hà Nội,
chúng tôi hy vọng sẽ đem đến một sân chơi bổ ích dành cho những người chơi xe Ducati tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.